Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Tâm điểm của bản tin ngày hôm nay sẽ là kết quả của loạt trận vòng loại World Cup khu vực châu Âu với sự góp mặt của các đội tuyển lớn gồm Ý, Anh và Đức. Hãy để tôi mang đến cho các bạn những thông tin nóng hổi nhất và cập nhật nhanh nhất trong suốt 24 giờ qua. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành và hãy nhớ giữ sức khỏe trong thời điểm này. Anh giành một điểm trước Ba Lan, các đội bóng lớn khác thắng dễ. Loạt sao bị cấm thi đấu ở Premier League. Khôi màn lên tiếng phụ Emerson Royal. Griezmann chính thức ra mắt Atletico Madrid. Đội tuyển Anh đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn trước đối thủ khó chơi là Ba Lan, tung ra sân đội hình được coi là mạnh nhất với những cái tên như Mason Mount, Harry Kane hay Sterling. Tuy nhiên Tam Sư đã vấp phải lối đá phòng ngự khó chịu đến từ đoàn quân của huấn luyện viên Paulo Sousa. Trận đấu diễn ra với sự chủ động nghiêng về đội tuyển Anh, nhưng các chân sút của nhà Á quân Euro 2020 không tận dụng thành công. Đến phút thứ 77, đội trưởng Harry Kane tỏa sáng khi tung ra cú sút xa với quỹ đạo khó chịu khiến thủ thành Wojciech Szczęsny phải vào lưới nhận bóng. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với thắng lợi dành cho tuyển Anh, thì ở những phút bù giờ cuối cùng, trung vệ Szymanski đã có một pha đánh đầu giúp đội tuyển Ba Lan giành được một điểm đầy quý giá. Chỉ có được một trận hòa, các học trò của huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn giữ vững được ngôi đầu bảng khi có được 17 điểm sau 7 trận đá đấu. Tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, đội tuyển Bỉ đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Belarus nhờ pha lập công duy nhất của Denis Braet, cầu thủ thuộc biên chế Torino. Các học trò của huấn luyện viên Roberto Martinez chiếm thế chủ động trong cả trận đấu. Belarus cũng cho thấy họ không có sức phản kháng khi chỉ có được 4 cú sút so với 13 lần uy hiếp khung thành của tuyển Bỉ. Chiến thắng nhẹ nhàng giúp Lukaku và các đồng đội độc chiếm ngôi đầu bảng với 19 điểm trong tay, bỏ xa đội xếp sau là Cộng hòa Séc tới 12 điểm. Đối đầu với Iceland, đối thủ đang đứng áp chót bảng, nhưng cỗ xe tăng Đức dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 4-0. Sergei Gnabry là người mở tỷ số cho đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick đến phút thứ 24, cách biệt được nhân đôi sau pha lập công của Rudiger. Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển Đức có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 56 và 88, lần lượt do công của Leroy Sané và Timo Werner. Thắng trận 4-0, đội tuyển Đức kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2022 lần này với 3 trận toàn thắng, ghi tới 12 bàn và không để thủng lưới. Chỉ phải gặp đối thủ được coi là yếu nhất bảng Litva, huấn luyện viên Roberto Mancini đã tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Đội bóng áo thiên thanh đã có một trận đấu tưng bừng khi đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-0. Moiskin, cầu thủ vừa được Juventus mang về trong kỳ chuyển nhượng vừa qua để thay thế Cristiano Ronaldo, đã thi đấu xuất sắc khi được trao cơ hội đá chính. Tiền đạo sinh năm 2000 mở điểm cho các nhà đương kim vô địch Euro ở phút thứ 11. 3 phút sau, cách biệt được nhân đôi sau pha đá phạt lưới nhà của hậu vệ Utus bên phía Litva. Moiskin hoàn tất cú đúp của mình ở phút thứ 29. Các bàn thắng còn lại của Ý được ghi do công của cầu thủ trẻ Jasper Dori và Di Lorenzo. Sau chiến thắng 4 sao trước Croatia, đội tuyển Tây Ban Nha bước vào trận đấu với đối thủ Kosovo trong tâm thế hưng phấn. Đội bóng huấn luyện viên Luis Enrique đã có được chiến thắng dễ dàng khi giành chiến thắng 2-0 với các pha lập công của Pablo Fornals và Ferran Torres. Đội bóng xứ sở đấu bò kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup lần này với 2 trận thắng và 1 trận thua, đứng đầu bảng với 16 điểm trong tay, hơn đội xếp thứ 2 là Thụy Điển 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Theo nguồn tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Galatasaray vừa chiêu mộ thành công sao trẻ người Brazil Gustavo Assunção. Cầu thủ sinh năm 2000 được coi là viên ngọc thô của bóng đá xứ Samba, từng có quãng thời gian chơi bóng cho đội U19 Atlético Madrid trước khi chuyển sang khoác áo Famalicão tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Giống như đa phần các thủ Brazil khác, Assunção nổi bật nhờ kỹ thuật và sự khéo léo cộng với nhãn quan chiến thuật tốt. Được biết bản hợp đồng của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ với tiền vệ 20 tuổi kéo dài tới năm 2025 với mức giá rơi vào khoảng 8 triệu euro. Theo tờ Goal, hàng loạt đội bóng lớn ở Premier League gồm Manchester United, Liverpool, Manchester City và Chelsea sẽ đối diện với nguy cơ không có sự phục vụ của những cầu thủ mang quốc tịch Brazil vào cuối tuần này trong khuôn khổ vòng 4 của Premier League. Lý do được đưa ra là những cuộc tranh cãi đang leo thang về việc những đội bóng này không chịu nhả người về đội tuyển Brazil để thực hiện chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Liên đoàn bóng đá xứ sở Samba đang yêu cầu FIFA thực hiện quy tắc 5 ngày. Theo đó, những cầu thủ không được câu lạc bộ chủ quản cho phép làm nhiệm vụ quốc tế có thể bị cấm thi đấu cho câu lạc bộ của họ trong thời gian 5 ngày sau khi kết thúc lịch thi đấu quốc tế. Nếu như không có kháng cáo nào từ FA và những đội bóng kể trên, họ sẽ đối diện với khó khăn khi mất đi hàng loạt trụ cột. Có thể kể tới một vài cái tên như Alisson, Fabinho của Liverpool, Ederson, Gabriel Jesus của Man City hay Fred của Manchester United. Đây là tổn thất rất lớn bởi hầu hết trong số đó là những cái tên quan trọng ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội.
Huấn luyện viên của Barcelona Ronald Koeman đã giải thích lý do tại sao câu lạc bộ mua và bán Emerson Royal trong cùng một kỳ chuyển nhượng. Blaugrana đã trả cho Real Betis 14 triệu euro để có toàn quyền sở hữu hậu vệ cánh, nhưng lại được bán cho Tottenham ngay sau đó. Lý do được Koeman đưa ra là do tình hình tài chính khó khăn của đội chủ sân Camp Nou và ông cảm thấy câu lạc bộ có đủ chiều sâu cho vị trí hậu vệ phải. Huấn luyện viên người Hà Lan chia sẻ với Sport: "Tôi muốn giúp câu lạc bộ và một ví dụ về điều đó là việc bán Emerson. Tôi đã nói với câu lạc bộ rằng nếu họ có thể kiếm được lợi nhuận thì họ nên bán Emerson vì chúng tôi đã có Sergi Llorente, Oscar Minguera và Sergi Roberto." Tiền đạo trẻ Erling Haaland đang thể hiện một phong độ ghi bàn đáng sợ dù mùa giải 2021-2022 mới bắt đầu khởi tranh. Anh vừa đóng góp một cú hat-trick vào lưới đội tuyển Gibraltar trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, qua đó tạo nên kỷ lục ghi 12 bàn thắng chỉ sau 15 trận đấu chính thức cho đội tuyển Na Uy. Tuy nhiên, khi được phỏng vấn sau trận đấu với Gibraltar, Haaland vẫn chưa thực sự hài lòng với bản thân. "Tôi ghi chưa đủ bàn thắng, có rất nhiều cơ hội và tôi nghĩ lẽ ra mình phải ghi nhiều bàn hơn trong các trận đấu." Ở đợt tập trung đội tuyển lần này, anh ghi được 5 bàn sau 3 trận đấu. Nếu tính cả cấp độ câu lạc bộ, tiền đạo thuộc biên chế Borussia Dortmund đã ghi được 20 bàn thắng sau 16 lần ra sân trong mùa giải năm nay. Với phong độ hủy diệt, Haaland đang được các đại gia châu Âu săn đón giáo giết, trong đó phải kể đến những cái tên như Real Madrid, Paris Saint-Germain hay là Manchester City. Tuy không thể diễn ra như dự kiến, nhưng ý tưởng về một siêu giải đấu mới vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng giới mộ địa. Mới đây, chủ tịch của Barcelona, Juan Laporta đã chia sẻ với Super League: "Đó là một dự án thú vị. Ba câu lạc bộ sẽ bảo vệ ý tưởng này và tiếp tục đấu tranh trước tòa. UEFA sẽ không thể ngăn cản điều đó. Super League sẽ hoàn toàn có thể xảy ra nếu như có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tốt hơn." Cho tới giờ, có ba đội bóng vẫn trụ lại với ý tưởng về Super League, bao gồm Barcelona, Real Madrid và Juventus. Trước đó, những Manchester United, Man City cùng nhiều đội khác ở Anh và Ý đã rời khỏi giải đấu vì sự phản ứng của phần đông người hâm mộ cũng như những cựu cầu thủ của các câu lạc bộ. Sau những nỗ lực theo đuổi Declan Rice không thành công trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhật báo Manchester Evening News cho biết Manchester United coi đội trưởng của West Ham là mục tiêu số 1 sau khi mùa giải 2021-2022 kết thúc. Quỷ đỏ đang rất cần một tiền vệ thu hồi bóng và đánh chặn tốt như Rice. Tuy nhiên, mức giá 100 triệu bảng mà đội bóng thành London đưa ra dành cho tiền vệ 22 tuổi là quá lớn, khiến Manchester United gặp khó trong mùa hè này. Trong bối cảnh tương lai của Paul Pogba vẫn còn bỏ ngỏ, cầu thủ trẻ người Anh sẽ được Ole và các đồng sự quyết tâm đưa về ở mùa giải sau để giải quyết vấn đề tiền vệ đánh chặn của đội chủ sân Old Trafford. Theo tờ báo thể thao Todo Fichajes, AS Roma sẽ theo đuổi ngôi sao của đội tuyển Thụy Sĩ Denis Zakaria vào kỳ chuyển nhượng mùa đông tới sau khi không thành công trong việc chiêu mộ Granit Xhaka từ Arsenal trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Zakaria hiện đang là máy quét hàng đầu tại Bundesliga. Cầu thủ thuộc biên chế Borussia Mönchengladbach được coi là nhân tố phù hợp với triết lý bóng đá của người đặc biệt Jose Mourinho khi sở hữu sức mạnh và khả năng đánh chặn cực tốt. Ngoài vị trí tiền vệ đánh chặn, Zakaria còn có thể thi đấu tốt khi được xếp đá trung vệ. Hiện cầu thủ người Thụy Sĩ đang được định giá vào khoảng 50 triệu euro. Tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann vừa có buổi ra mắt nhà đương kim vô địch La Liga Atletico Madrid. Griezmann trở về mái nhà xưa với bản hợp đồng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt với giá 40 triệu euro từ Barcelona sau khi 2 năm tương đối thất vọng tại sân Nou Camp kết thúc. Trở về nơi đã làm nên tên tuổi của mình, Griezmann sẽ mang áo số 8 thay vì số 7 như quãng thời gian cống hiến cho Los Rossi Blancos trước đó. Anh hứa hẹn sẽ cùng với Luis Suarez và Joao Felix tạo nên hàng công đáng sợ bậc nhất La Liga mùa giải năm nay khi vừa lập cú đúp giúp đội tuyển Pháp giành chiến thắng trước Phần Lan tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Tờ AS đưa tin Real Madrid đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Yuri Tielemans cùng với Manchester United và Barcelona vào mùa hè năm sau. Tiền vệ trẻ người Bỉ chơi ấn tượng tại Premier League với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và khả năng cầm nhịp tương đối tốt. Sau 4 mùa giải khoác áo Leicester, Tielemans có 112 trận đấu và 18 bàn thắng. Trong đó, pha lập công đáng nhớ nhất được ghi vào lưới Chelsea tại chung kết FA Cup mùa vừa qua, giúp bầy cáo lên ngôi vô địch. Hợp đồng của ngôi sao tuyển Bỉ với Leicester có thời hạn đến năm 2023, mức phí giải phóng hợp đồng rơi vào khoảng 55 triệu bảng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Bản Tin Sáng trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân News. Chúc các bạn có một ngày mới an toàn và tốt lành.